Dậy sớm vậy? Hết hồn. Mấy bạn ngủ dậy hết chưa? Hết rồi, chúng chị trong phòng dậy hết rồi. Ôi, hôm nay ngoan ghê á, nhanh rồi. Trời ơi, em lúc nào cũng dậy sớm xong kêu á. Ai biểu, dậy sớm á, không, mẹ không chịu xuống dưới thì làm sao mà người ta biết được. Cứ toàn ngồi chung xong rồi cuối cùng để mọi người phải đợi không. Bởi vậy mấy hôm trước á, là anh bị hơi bực mình á. Toàn để mấy bạn nam ở dưới đứng đợi không à. Kiểu như là chị em, tụi em là đi xuống là phải xuống cùng lúc đó rồi. Tại sao là phải đi xuống cùng lúc, trong khi ở dưới có bao nhiêu công việc phải làm. Thường thường là các bạn nữ hay xuống rất là trễ để cho các bạn nam đợi phải trong một tiếng hồi. Tại vì con gái chuẩn bị rất là lâu, phải cho thật kỹ để xinh đẹp gặp các anh. Mình lề mề quá mình không có được tôm tóc mà đi ra gặp các anh thì cũng kỳ. Các chị ở trong phòng và kể cả em khi mà tôm tóc như thế là cũng vì tập 5 chàng mét 8 yêu nàng mét rưỡi. Cũng cao xíu xíu. Cao xíu xíu. Cao xíu xíu là cả nhiều mấy sao. Chị Ngâm ở đây để em cho. Mới đau tim quá. Làm gì mà đau tim. Thường thường là các bạn nữ hay xuống rất là trễ để cho các bạn nam đợi khoảng trong tiếng hồi. Ông muốn yêu cầu gì yêu cầu? Không. Tụi mình làm gốm xong thì có chiến, có để cái gì mà chữ D với lại chữ SS. Và mình đang suy nghĩ là cái chữ đó là cái chữ gì mà mình đoán mãi cũng vẫn không ra. Nắm tay và hát thì mình nghĩ là mình làm được, chứ còn tỏ tình thì mình nghĩ mình chưa làm bao giờ. Mình thấy Tiên là một cô gái rất là dễ gần. Tiên cũng rất thích nghe nhạc. Và mình thấy có thiện cảm với bạn ấy nhiều hơn. Thử thách dành cho bạn, còn một bạn nữa đi vào. Ok, Khoa làm được không? Khoa muốn chọn Kim đi đi bộ vòng vòng ở đây. Trong cùng một đêm, Chiến và Khoa đều quyết định hẹn Kim để thực hiện thử thách. Chiến đã thất bại, liệu Khoa có thành công? Hello. Cái gì biết đâu các bạn đang hả? Tẩy chao phải. Tẩy trang gấp gần hết khuôn mặt rồi. Còn coi. Thì không có đeo len. Không thấy đường. Okay. Sao? Không gì, Khoa phải Khoa cái gì? Cầm đi bộ, hiểu không? Hôm nay tôi đi bộ hơi nhiều. Hôm nay thật sự là nhận tất cả những gì tôi ăn trên người là đều tiêu hết rồi. Tại vì đi bộ quá nhiều. Đi bộ quá nhiều rồi hả? Thôi hỏi kênh đi bộ Khoa cổng hả? Cổng cho. Thôi hỏi kênh đi bộ Khoa cổng hả? Cổng cho. Ôi, mà tại vì mặc cái đồ này nó cổng kỳ lắm. Đúng rồi. Đây là đầu tiên tôi để mắt kiến trước mặt những người trong nhà chung á. Cận mạnh lắm mà. Cận có 2 độ. Cái này cận 5 độ. Ủa, thiệt hả? Đang đeo contact nè. Khi nào lấy ra và... Là rớt luôn con mắt. No, khi nào lấy lấy ra và không thấy đường luôn á. Khoa không làm đi thử thách được và vì Kim đang mặc áo vải, không treo lên lưng của Khoa được. Rồi đi đó là khó, rồi mình lại kem và chỉ đi bộ thôi. Còn cao luôn á. Tại vì cao mấy nhiều. 1m83. 1m53. Tôi đang rất là phải mỏi cổ. Mỏi cái gì phải nhìn lên rồi. Có bao giờ đi bộ như vậy với một bạn nữ rồi chưa? Chưa. Thiệt luôn. Ở đây hả? Không, ý tôi nói là có bao giờ đi bộ để nói chuyện với một có. Bạn nữ? Sao không có? Đi bộ và nói chuyện vậy được mà, chỉ hai người ta nói chuyện thôi. Chỉ hai người ta? Có bao giờ quen bạn gái Việt Nam chưa? Chưa có. Thiệt luôn hả? Có nói chuyện vậy mới đó, nhưng mà chưa có bạn gái. Bạn gái không được, khó quá à. Không được. Ý là phải cũng không... muốn quen nhưng mà không quen được. Không phải không được nhưng mà phải có thời gian. Nhưng mà Khoa là kiếm bạn gái để chơi vợ luôn, hiểu không? Thiệt không? Chị không muốn chỉ bạn gái và bạn gái thôi. Vậy là chắc quen, mỗi lần Khoa quen là kiểu quen lâu lắm hả? Quen lâu, phải nói chuyện lâu hơn. Khi nào nó ngắn quá và con không thích mở ra, hiểu không? Vậy là bây giờ muốn mở chưa? đang kiếm, khi nào thấy cái Khoa thích nhiều và mở ra, nhưng mà bây giờ chưa kiếm được. Chị à, bạn cái gì? Bạn sao bạn mỏi thật sự. Đang có kiếm bạn gái không? Kiếm bạn gái không? Cái gì tôi kiếm bạn gái làm cái gì?
Anh mình bạn trai. Tôi mệt quá rồi. Tiếng Việt khó quá. Tại vì kiểu lần cuối cùng có bạn trai thì cũng không êm đẹp á. Không chia tay tốt hả? Ừ, kiểu chia tay mà không tốt tốt á, kiểu tiêu cực quá cho nên là không muốn có bạn trai. Thích nhau nhanh quá xong rồi biết nhiều thứ quá đó. Biết nhiều thứ quá. Hiểu rồi. Xong rồi đến đoạn đến điểm xấu thì lại không chịu được điểm xấu đó. Khi nào mình là bạn gái và bạn trai á và đổi đi mai nhà đổi hết rồi. Đúng không? Đó, cái suy nghĩ của mình. Suy nghĩ của mình có chịu được không? Không chịu được thì có nhiều điểm xấu lắm đúng không? Và có nhiều lắm á. That's why không biết mấy bạn mấy con gái có thích không phải không? Nhưng mà em là muốn em chị bạn quên rồi bạn. Em chị bạn rồi bây giờ kêu là gì đây? Kêu bạn cái gì? Bạn đi. Ok. Nhưng mà bạn khi nào có bạn gái bạn trai à? Muốn lâu rồi chị chưa vui. Đã quen rồi thì sẽ rất là lâu. Lâu hả? Mối tình lâu nhất nha là 4 năm rưỡi. 4 năm rưỡi hả? Ừ. Lâu quá. Nên là vẫn muốn cái gì đó nó lâu dài. Lâu dài để chưa biết. Đúng rồi. Chứ không có phải kiểu quen chơi chơi. Ok. Nó cũng giống quá. Ủa mà mọi người cũng khai là cái gì vậy? Hả? Đây là your type. My type hả? Biết giỡn, cười đẹp. Cao, cũng cao chút xíu. Nhưng mà... cao xíu xíu là cả nhiêu mấy sáu không? Mấy sáu, mấy sáu không? Đúng. Mấy sáu không? Cái này nhưng mà thấp. Giỡn thôi, không gì đâu. Tí cao dạ, Khoa không care nhưng mà phải good personality là gì? Kiểu tốt bụng, kiểu tốt tính á. Tốt tính và vui. Cái tính cách là người tốt á, kiểu vậy. Biết giỡn á, hiểu không? Khoa và thích giỡn nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà mấy em có nhiều con gái và không biết giận á, và giận mau lắm á. Còn thích mấy con gái giận mau, hiểu không? Tại vì đâu phải lúc nào con gái cũng kiểu trong cái tư thế là đang vui vẻ đâu. Đúng. Kiểu tâm trạng dễ bị thay đổi á, lúc có đang bực bội mà giận thì chắc là bị giận chắc rồi. Giận ngoài. Thấy Kim dễ thương. Kim biết Khoa mới nói chuyện với Kim và bạn gái về yêu của Khoa cũ và Kim cũng hiểu biết ý nghĩ của Khoa là cũng tốt á. Trở về khá muộn sau cuộc hẹn của Khoa và Kim, Duy Anh đành mất đi cơ hội thực hiện thử thách vì quá thời gian quy định. Lúc này ở nhà, các thành viên đã tụ họp đông đủ để sinh hoạt cùng nhau và màn khởi động với trò chơi nói thật hoặc bị thách True or Dare đã khiến căn phòng trở nên vui nhộn và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Anh cho nói thật. Ok luôn. Okay. Rồi em hỏi đi Tim. Em có đang có một cảm giác yêu thích đặc biệt với một người đang ngồi ở đây không? Nếu không thì nó là không, còn nếu có là nó là có. Đặc biệt hả? Đặc biệt thì chưa đến mức đặc biệt nhưng mà cũng có ấn tượng. Mấy người? Hai người. Hai người dưới ấn tượng á chính là Sa và Hằng. Sa là một cô bé giống như là còn chỉ biết chỉ hơi ngại ngùng thôi, nhưng mà Sa thật sự đáng yêu chứ. Hôm nay gặp Sa thì Duy cảm thấy thay đổi khác cách nhìn về cô gái này luôn. Mình xem Hằng giống như là bạn nhiều hơn là mình thích Hằng. Thật sự cũng có một chút xíu thôi là cũng có thích đó. Nhưng mà lúc mà đi cùng nhau nhiều quá thì cũng nhìn cách Hằng làm việc. Thì Duy cũng làm việc chung với Hằng thử luôn. Thì Duy thấy là có những công việc có thể giúp được nhau tốt hơn là hai người sẽ quen nhau. Ngày hôm nay, các thành viên có vẻ mạnh dạn hơn trong những tương tác với đối phương. Và điều đó càng được chứng tỏ qua những thử thách táo bạo dành cho các cặp đôi. Ủa mình chơi gì vậy? Không biết luôn. Mỗi cặp sẽ ăn bánh cho nó ngon hết. Nhưng mà thắng có được cái gì không đã? Mình thấy người đó sẽ có một nguyện vọng đặc biệt khi mà miễn tử. Miễn tử á? Nhiều á. Thủ trước à? Mà đúng không? Không, hai người chị em mình sẽ thắng. Ngăn nhớ mà không đụng môi nha. Vậy thì ăn cơm đụng môi đi. Đụng môi được quyền chứ. Tại vì người đó muốn thắng thì nó phải cho đụng môi. Ý là không được ăn hết. Bây giờ từng đôi làm một. Từng đôi làm một. Số 1, cặp số 1. Số 1, thua chắc nhìn xa là thua chắc. Cầm một cái thôi, em chỉ được cắn cái đầu thôi, còn việc còn lại để anh nó. Rồi. Cắn ít thôi.
đó, đừng cạnh đó. Rồi thua. Để đây. Thôi để đây. Em chưa hiểu, tại vì anh nói là cắn cái đầu thôi, em nghe ảnh là em thua. Bắt đầu lại từ cặp bên này chứ, cho nó ngược lại đi. Em sẽ xì. Thua là anh chết đi con. Em quyết tâm xì, đấy. Thua. Đặt em bé quá, sorry mọi người lại đi. Đừng có căng thẳng quá. Nhầm sao rồi? Bất thần cái đó. Đúng rồi. Đừng chặt môi nha. Dạ dữ. Ê, đó, cái này đó, tại vì cái này đúng không, cái này đừng ngập bằng môi mà hãy ngập bằng răng. Là em ngậm á. Ngậm bằng răng là đứt á. Rồi chơi. Rồi. Mút mút mút. Ô mình hơn rồi. Ủa, mình vô. Khó lắm á nha. Chưa, muốn ngang nhau đó. Chị ngậm đó đi để em cho. Đau tim quá. Làm gì mà đau tim. Bình tĩnh lại, hít thở sau. Tôi hay lo lắng cho bên phía nhà gái. Họ nhà gái chúng tôi. Cái miếng đó. Không phải miếng này. Miếng này là ôi ngắn sắc. Thắng rồi. Thắng rồi. Chê bà. Trời ơi. Sao đi anh? Em mà thắng anh nói thiệt. Không bao giờ thắng được. Làm sao mà thắng được. Đúng. Cái này cũng có thể trên mỏ ghê, trên mỏ ghê đó. Duy Anh thắng nè. Có hả? Duy Anh thắng. Sao sao? Ok. Với chiến thắng đầy thuyết phục lần này, Duy Anh đã may mắn có được quyền cứu trợ để không phải chịu hình phạt vì thất bại trong thử thách bí mật. Và khi bầu trời ửng hồng phản chiếu ánh nắng lên những tấm cửa kính thì cũng là lúc các thành viên thức dậy. Mỗi người chọn cho mình một cách đón ngày mới khác nhau. Người thì sửa soạn chăm sóc sắc đẹp, người thì vận động cơ thể tăng cường sức khỏe, và cũng có người chọn cách thư giãn nhẹ nhàng trên những trang sách báo. Dậy sớm vậy? Hết hồn. Mấy bạn ngủ gì hết chưa? Hết rồi, mấy chị trong phòng vậy hết rồi. Ôi hôm nay ngoan ghê á, nhanh vậy. Trời ơi, em lúc nào cũng dậy sớm xong rồi kêu hết. Ai biểu, dậy sớm á, không, mẹ không chịu xuống dưới thì làm sao mà người ta biết được. Cứ toàn ngồi chung xong rồi cuối cùng để mọi người phải đợi không à. Bởi vì mấy hôm trước á là anh bị hơi bực mình á. Toàn để mấy bạn nam ở dưới đứng đợi không à. Tại vì kiểu như là chị em, tụi em là đi xuống là phải xuống cùng lúc đó mà. Tại sao là phải đi xuống cùng lúc, trong khi ở dưới có bao nhiêu công việc phải làm. Thường thường là các bạn nữ hay xuống rất là trễ để cho các bạn nam đợi phải cả một tiếng hồi. Tại vì là con gái chuẩn bị rất là lâu, phải cho thật kỹ để xinh đẹp gặp các anh. Mình lề mề quá, mình không có được tôm tóc mà đi ra gặp các anh thì cũng kỳ. Các chị ở trong phòng và kể cả em, khi mà tôm tóc như thế là cũng vì tôn trọng các anh thôi, chứ không phải là gì đâu. Nhưng mà cũng muốn xin lỗi các anh vì đợi lâu. Thôi là con gái mệt. Con gái thấy mệt chưa? Make up cho anh đi. Hiểu không? Mà có mấy cái chỗ chấm mụn còn phải chấm nè. Cái đó là che khuyết điểm. Che khuyết điểm à. Mà anh không phải cần đến camera đâu, anh chỉ cần che khuyết điểm hết toàn bộ mặt luôn là được. Toàn bộ mặt luôn. Nhiều lắm hả? Không phải. Ý em là nếu như che mụn không thì chỗ trắng là kỳ. Không. Ý là chỗ đen chỗ trắng. Hôm nay là lịch trình của em là trên đây hết luôn. Có chưa, chưa đi mua đồ? Chưa. Tối em đi mua em đi. Tối hả? Tối thì anh bên quán rồi. Chứ anh nghĩ chắc là anh sẽ đi làm. Rồi không biết xong nữa. Rồi không ai thi với em luôn. Khoa đó, có khoa đó. Tại mình khoa anh đi mua đồ không được đâu. Kiểu như nói chọn vào này kiểu kiểu ông cái gì họ là sao. Hạn chế rủ mấy chị đi. Đúng hạn rồi, chế đi chung với chị đi. Rủi là nam nữ đi chung thôi. Một người mà về đồ đạc thì rất là hay, như là Chiến á. Chiến hoặc là Duy Anh. Duy Anh thì hôm nay chắc là bận rồi. Duy Anh bận. Chiến không có bận đó. Ủa quá. Trời ơi, tới giờ vẫn buồn ngủ nè. Phòng ở đàn nam mở cửa hết luôn rồi. Anh cần em tát cho vài cái cho tỉnh không? Tát đi.
thôi. Tự nhiên kêu em tát luôn. Con tỉnh ngủ, Linh con có tỉnh ngủ thật không? Không, không hát, thử tát đi. Tự nhiên anh thích được tát vậy luôn. Lâu mà mình quên mất cái cảm giác mà bị tát như thế nào luôn á. Cũng phải mấy năm rồi đó. Ủa là chú anh đóng phim có bị tát không? Có, mình có đóng phim cách đây cũng 6-7 năm rồi. Đúng không? Tát nhẹ thôi, tát sao mà. Thầy kêu nó đào. Đó. Thấy chưa? Tự... Lấy nhẹ thôi đó. Không, nhẹ. Em là tát em phải tát cái bóp mới được á. Sợ chứ gì. Hôm nay, các thành viên ngôi nhà chung sẽ có một ngày trải nghiệm làm gốm tại Nhân Trí Dũng ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Sớm thì. Ăn trên đường. Bước gì mỗi lần mỗi người kêu mệt mà vai đây em tựa vào đi. mệt mỏi phải không? Vai đây em tựa vào đi. Trời, ấy đổi chỗ không bà? Không, phải nói. Nhào vô. Ý nói, đôi tay em động mở luôn á. Thì đàn ông để cho phụ nữ nhờ vả, nhờ không được thì phải vả. Thiệt là đã quá đi. Đây là lần đầu cuộc đời làm gốm luôn. Em cũng vậy á, em thấy vui quá à. Chưa bao giờ làm mấy cái trò này luôn á. Tại vì không có kéo tay. Tô màu lên cái tắc xí đó. Nặng rồi tô. Đây là nghề của chị. Đây là nghề của chị. Em giỏi nhất là tô màu. Anh Duy anh ơi, bé muốn dựa. Không, em nói chị chứ không có nói anh. Mà vai chị không có đủ rộng đâu. Với cái gương mặt của em. Ơi, nó gò lên kìa. Ước gì mỗi lần mỗi người kêu mệt mà vai đây em tựa vào đi. Ước thực sự. Đó. Và cũng tại đây, các thành viên nữ bất ngờ nhận được nhiệm vụ thử thách bí mật. Thử thách của bạn là hôn má một chàng trai. Trời ơi mọi người, sao cái này nó khó nhở? Khó thiệt sự luôn. Không biết là mình có thực hiện được cái thử thách này không. Việc đưa nước thôi là mình đã cảm thấy rất là ngại rồi. Mà cái này còn cả hôn má. Trời ơi, chết tôi. Chắc là mình sẽ chọn anh Duy. Tại vì mình và ổng nói chuyện nhiều chắc là có thể thoải mái hơn. Thử thách của bạn là ôm một chàng trai từ phía sau. Có nghĩa là mình sẽ ôm nhưng mà người ta không biết là mình ôm. Vì bây giờ nếu mà đơn giản mình chỉ việc chạy lại ôm thôi nó hơi kỳ một chút xíu. Mình sẽ tìm cơ hội để thực hiện thử thách. Hoặc giống như mình giả vờ mình vấp ngã cũng được. Thử thách của bạn là nhảy cho một chàng trai xem. Em là ngại khi mà nhảy. Dạ thôi nhưng mà em nghĩ là em sẽ thực hiện được thử thách này. Ngày hôm nay thì em sẽ đi với anh Duy Anh. Nên em nghĩ là em sẽ nhảy cho anh Duy Anh xem. Thử thách của bạn là vừa nắm tay vừa hát một bài về tình yêu. Ai mà sẽ đứng yên để tôi nắm tay và hát đây. Chọn Khoa. Hôm nay em sẽ chọn Khoa để đi chung với em để thực hiện thử thách này. Vậy là các cô gái đã tiếp nhận thử thách và hầu như tất cả đều chọn cho mình người mà họ cảm thấy gần gũi và ấn tượng nhất ở thời điểm hiện tại. Thu nè, coi. Con lé luôn á. Thu nè. Bình tĩnh. Thu rồi. Gớt rồi, thử làm gì nữa mà thử. Sáng rồi. Cho em chơi với. Em cảm thấy như đục ngục ngã luôn á. Thu bị gì? Cho mình yêu cầu. Đó, muốn yêu cầu gì yêu cầu. Anh muốn cái gì thì anh kêu chị làm như vậy. Không. Không. Ủa, thua mà. Vậy chơi lại cái nữa đây. Phải thực hiện yêu cầu. Chơi lại cái nữa lỡ thua hai cái sao? Thì đó, hai cái là thua hai cái. Mình không xác định được và không kết luận được là Kim đang để ý Khoa hay là Khoa đang để ý Kim. Bởi vì nhìn hai người đó thân với nhau nhưng mà chỉ ở mức tình bạn
chứ thật sự chưa có cảm giác là thành quá mức. Và đương nhiên khi nhìn vào thì mình cũng hơi khó chịu. Nhưng mà nếu như có một cái chàng trai nào đó khác mình cũng làm điều đó với bạn nữ đó thì nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều. Ai thắng không? Thắng nè. Đấy xe tất nhiên là chồng rồi, tất nhiên là vợ rồi. Phải hung ở đây nè. Hung mà khó lắm chồng. Chơi không? Thua luôn á. Tới đây được nè. Chơi không? Này đừng không, không quay luôn á. Cái gì? Này thua vậy không ở đây luôn á, hai bên. Thôi vậy không hả? Đợi đi, đợi đi, đợi đi. Thắng thì là khó cái hung. Em tin. Thua rồi. Chết rồi. Ôi đừng đụng, đừng đụng. Rồi. Đó. Ôi. Sinh tử, sinh tử, sinh tử. Em lên đây em nhìn thấy cảnh á, nhìn nó đẹp. Hay không? Ê, hư xe thật sự. Coi chừng nó xẹp xe đó. Wow, wow. Chán thật sự. Chàng trai mà cho mình nhiều cảm xúc nhất thì mình nghĩ là đầu tiên chắc là anh Khoa. Bởi vì ở bên cạnh anh Khoa rất là vui và rất là thoải mái. Người thứ hai là anh Duy Anh. Bởi vì anh Duy Anh rất là ấm áp và biết quan tâm, để ý. Người thứ ba là anh Duy, sếp anh Chiến ở vị trí số 4. Bởi vì là mình cảm thấy anh ấy không phải là chàng trai mà mình đang tìm kiếm. Thì anh Chiến rất là tốt, anh Chiến rất là quan tâm tới người khác, cũng rất là chịu khó tham gia vào câu chuyện cùng với mọi người. Trong lúc một nhóm đi thi bắn cung với nhau thì nhóm còn lại là Chiến, Khoa, Linh, Kim đã chọn thử sức với trò lái xe địa hình. Và có một chàng trai luôn để ý và quan tâm tới Kim trong mọi tình huống. Xe này chắc chạy cho một người. Chạy trước đi. Áo này chị. Mắc cười quá à. Bà luôn công tác gật đầu, dư cam bắt cần gầu. Dạ. Chị bấm lên nó sẽ đi tới. Ô, bà này không biết quẹo hả? Cua lại nhẹ thôi. Nó rất là nhanh, Đạp từ từ, chị đạp nhanh lên. À, là chị vừa ấy vừa đạp hắn. Đó, nhẹ đi. Nhẹ nữa. Sao? Bốn lần lúc tới, đánh qua phải. Đó, từ từ, đó. Đi chậm chậm thôi chị, tâm năng. Nguy nhờ. Rồi đi lên dốc thì bắt buộc bây giờ mình phải tăng tốc lên. Cái dốc đó từ từ thôi. Rồi đúng rồi. Đó, lên. Đó, giỏi lắm. Rồi dừng lại. Đi chậm lại. Sự quan tâm đặc biệt của Chiến dành cho Kim ngay trước mắt Khoa lúc này như ngầm khẳng định rằng cuộc chiến giành lấy trái tim đã thật sự bắt đầu. Không những thế, Chiến còn chuẩn bị một điều bất ngờ dành cho Kim trong lúc làm đồ gốm. Và điều đó không tránh khỏi ánh mắt tò mò của Linh Sa. Cái lúc mà tụi mình làm gốm xong thì có ngồi lại chỉnh sửa gốm một chút. Thì cái tô của anh Chiến có để cái gì mà chữ D với lại chữ SS. Và mình đang suy nghĩ là cái chữ đó là cái chữ gì mà mình đoán mãi cũng vẫn không ra. Mình không biết là cái ký tự hay là cái gì để đây mình cũng không biết nữa. Cái dòng chữ DXX thì ý nghĩa của cái dòng chữ này là gì? Thì D là viết tắt của cái từ đậu, từ một cái từ ở trong tên của Kim là đậu Kim Hoàn. Và hai chữ còn lại là XX. Thì XX có nghĩa là đậu xinh xắn chứ không phải là đậu xấu xí. Cái dự định của mình là sau khi làm xong thì sẽ tặng cho Kim. Nhưng mà sau khi làm xong thì mình có thấy Kim và Khoa có tặng cho nhau. Cho nên là mình cũng hơi buồn. Bởi vì công sức với cái tình cảm của mình nó ở trong đó rất là nhiều. Nhưng mà không được tặng giống như là cái mong muốn của mình. Ngày hôm nay, không chỉ riêng mình Chiến công khai thể hiện tình cảm mà còn có Duy Anh. Trong mọi hoạt động, anh chàng không ngần ngại trao cho Tiên những cử chỉ ân cần nhất. Tớ đang ngồi mát, ăn mắt vàng. Không, mình không đội đâu. Không đội á? Không, nó hợp không đội.
vô tình thì mình cũng phát hiện ra được một vài điều về cặp đôi bí ẩn ở trong cái trò chơi bắn cung này. Nó có hai điều là mình phải để ý một chút xíu. Thì Duyên có đi lấy một cái nón cối, Duyên nói là để anh đi lấy nón cho em đội. Thì Duyên đem nón lại và đưa cho Tiên. Tại vì lúc đó Duyên chắc là không để ý mình đang ở phía sau. Thử thách chương trình đưa ra: ôm đằng sau lưng một người con trai bất kỳ. Thì mình được định thực hiện là với anh Duy á. Nhưng mà lúc đó là bắn cung thì ảnh một cặp với bé Tiên, cho nên là mình không có tiếp xúc gần với anh Duy được. Lúc đó Duyên đứng rất là gần. Thì mình nhả vờ, mình vấp ngã một chút xíu và mình ôm Duyên. Nhưng mà mình chỉ ôm một tay thôi, kiểu mình tựa vào thôi. Và mình thấy lúc đó vô tình Tiên có liếc mới qua một chút xíu. Tự nhiên mình chột dạ, mình cảm giác giống như là mình đang ôm người yêu của một bạn nào đó. Tự nhiên mình giật lùi lại về sau. Những cái cử chỉ quan tâm này á, thì nó vô tình cho mình bắt gặp được là thế này thế kia, các bạn cũng hiểu ý mình đúng không? Cái này là cái cung bắn xa chứ không phải xa bắn cung. Rồi kéo mạnh vào, nhắm trúng mục đích của mình. Yo, mạnh lên. Nói chuyện tiếng Việt khó đó. Nhưng mà nghe giọng anh tiếng Việt nghe kiểu dễ thương mà. Em nghe mắc cười. Mắc cười đúng không? Đúng rồi. Gì vậy? Còn dơ, tay còn dơ. Anh mới muốn em lại hả? Kết thúc hoạt động, các thành viên lên xe hồng trở về nhà chung. Thế nhưng, việc Duy Anh và Tiên bất ngờ tách đoàn càng làm tăng thêm cơ sở để các thành viên khác nghi ngờ về cặp đôi này. Bye bye, hai người đẹp kìa luôn hả? Tạm biệt bé Tiên. Bye bye. Bye bye. Anh sẽ rất là nhớ. Hai người. Chúc hai người ngon miệng. Nắng quá. Nó hạnh phúc quá. Bye bye hai người nha. Hẹn gặp lại chiều nay.